thoại của em nào. Lớp trưởng, cho cô biết lại điện thoại của em nào. Còn không thì bài này các em tự học, ngày mai kiểm tra một tiết. Dạ, cô là tiếng chuông của bạn đang Vũ Du Đảng. Vũ, em đứng dậy cho cô. Lên phòng giáo viên làm bản kiểm điểm, nhanh lên. Cô nó đòi móc mắt em cô. Quay đi đâu vậy? Vũ ơi, cho tôi xin lỗi ông nha, mốt tôi không dám nữa đâu. Sao tự nhiên mình lại xin lỗi Vũ? Vũ à, tôi thương ông lắm. Ông ăn gì không? Tôi dẫn ông đi ăn hủ tiếu gõ nha. Không, Vũ không có muốn ăn hủ tiếu gõ. Vậy mình đi ăn phở nha. Tôi không thích ăn phở luôn. Chứ giờ tôi nghĩ Vũ cũng không thích ăn đập đâu ha. Tại tôi cũng không thích ăn đập đâu, đừng có đập tôi mà Vũ. Nói nghe nè, giờ Vũ thích ăn thịt của mình được không? Hả? Gà rán nè, chị cây ngon giòn kìa, ngon thiệt là ngon nè, nè, băng 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 nè, nè, biết. Hôm qua một cây xanh cao hàng chục mét bất ngờ bật gốc ngã đè vào. Dạ, nhờ ông. Chào nội. Hai đứa về rồi ha. Dạ. Về coi nhà đi, để ông vô bệnh viện thăm chú một chút. Ê, khoan đã ông ơi. Sao? Cho tụi con đi theo ấy, cho tụi thăm chú nữa. Thôi. Hai đứa vô bệnh viện, hai đứa vô cà rần là phiền phức mọi người lắm. Thôi để ông đi được rồi, ở nhà coi nhà đi. Cái nào ông đi chứ. Ủa sao mặt mình nó buồn hiu vậy? Bộ nó bị con Yuki làm cái gì nữa hả? Dạ không phải, là do một số chuyện khác ông ạ. Dạ, chuyện khác là chuyện gì? Dạ, ông biết sao không? Trời đất ơi, được ăn gà rán là ngon quá rồi còn đòi gì nữa. Đâu phải ăn gà rán đâu ông. Đây này ông ơi. Sao? Đây này, đó nó giống như vậy này ông. Gà rán, vậy ngon lắm rồi, nó thật là ngon, khăn. Ồ, nó làm vậy đó hả? Dạ, nghĩ sao mà tên bịu má người ta rồi này, sao người ta chịu nổi. Vũ nó đánh con sao? Đúng coi. Không có gì đâu nội. Thằng Vũ học lớp con phải không? À. Con. Dạ. Cho ông hỏi thăm coi, con biết cái đứa nào tên Vũ không? Dạ, con là Vũ nào? Vũ là con hả? Dạ đúng rồi, có chuyện gì không ông? Con là Vũ phải không? Dạ đúng rồi. Còn giả bộ ngây thơ nữa hả? Trời đất ơi, gà rán nè, nó đường nè, ngon tao là con nào, băng băng băng. Gà rán nè, y gai đắng giòn, ngon tao là con, băng băng băng. Ông ơi, con đâu biết mình là ai đâu ông. Ủa sao? Lớp con đâu có ai tin mình đâu ông. Chứ còn ông là mấy? Dạ, con học lớp 11A2. 13 hả? Thằng Minh lớp 12. Thôi, lâu mà. Thôi, xin lỗi con. Này, lên đi. Ông ơi, nãy giờ ông đánh 4 thằng tên Vũ rồi á. Mà con không có thấy ông đánh đúng thằng nào hết á. Cho con về đi ông. Học lớp mấy? Dạ, con học lớp 10A5. 10? Lớp 10 hả? Dạ. Rồi vậy đi. Lão hả? Tới trường là gấp đi, giúp ổng cái này coi. Con có biết thằng Vũ là thằng nào mà đánh thằng Minh á, biết không? Chỉ ông coi. Ê, kia ông ơi. Vũ! Chuyển ra đây cho ông. Vũ! Hả? Qua mày. Gì Long? Qua mày. Qua mày. Cái gì Long? Biểu, ra đây biểu. Dạ. Con là thằng Vũ phải không? Dạ. Đánh thằng Minh phải không? Mày hả? Mày vô nha. Đi vô. Có chuyện gì vậy con? Nè, con làm gì đó thôi. Không, thấy nó đẹp trai đừng nữa. Về đi con. Ê, dạ. Xem chút xíu. Dạ đâu, quýnh nào mùi.